Chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tập một đoạn của bài Blood Sweat Tears của BTS. Và hôm nay thì mình có một khách mời đặc biệt đến trợ giúp mình cùng giúp mọi người vào mình tập bài. Đó chính là Domi. Chắc
Ok. Một dạng là xong rồi. Đó. Đây là cái một chút nhỉ. Sau khi mình cũng xong người lên như thế này, mình sẽ ở dạng này. Sau đó bước chân trái lên. Đồng thời vạt tay xuống này, vạt tay xuống này. Đưa vai về phía trước này. Hẹp lên đánh vai. Tay đặt chân trái áo chân phải. Đạt và đạt xuống. Quạt tay lần nữa. Sau đó đấm. Một, em, hai. Hai lần đấm. Ok, sẽ là một đấm giảm. Một đấm, em, hai đấm. Đấm của chân nhé. Đặt thẳng ra này. Thả chân xuống này. Đúng rồi. Sau đó quạt chân trái về phía trước. Quay về phía sau. Tay ở phần hông bên trái. Sau đó tay trái vào bên vai này. Tiếp đến chân thì ta chéo theo đồng thời tay dùng ra. Một người hướng ta phải vứt lên nhé. Vứt lên. Là này, tay này. Lên này. Và thất. Đúng rồi. Ok. Tiếp đến một người đưa chân sang. Đồng thời với người sang lần lượt bên phải. Và thất lên. Ok. Rồi sau đó lùi chân chéo về. Đồng thời xoay cái cụ tay về xuống. Đúng rồi. Tay cầm bàn đạp. Đó. Sau đó đưa sang này. Đồng thời tay cầm bàn đạp. Khi mình sẽ có hát một lần nhé. Một lần. Thứ hai tay lên này. Và tiếp tục cứ quay về. Cái chân phải của người chú ý là cái kiểu cái con ba của người có thể là cái chân để đạp. 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 Và xoay. Với hết một vòng đúng hơn. Ok. Đi lên một lần. Đạp. Chậm, lần lớn nhé. Lần lớn này. Lần chậm này, bên dưới này. Có cái tục từ 1 này. Sau đó, đưa chân trái phía trước. Vòng lên đánh vai, kèn vai. Chân, đạp, kèn đạp. Và tay một lần nữa rồi, đấm, kèn đấm. Xuống, quay người sang. Tay, tay kèn thất. Vòng tay và thất. Chân lùi về, chéo nhau. Sau đó 1, 2, 3. Rồi thôi. Ok. Tiếp nha. Đến nhịp nha. Ok, bây giờ mình sẽ đến nhịp chậm cho mọi người nhé. Ok, là kết thúc ở phần nhịp 1. Ok. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Ok, tiếp nhận. Sau đó mình sẽ đến nhịp nhạc của mình nhạc. Nhạc này. Đó, lại nhé. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. À, bây giờ mình sẽ nhảy lần cuối cho mọi người nhé. Với tốc độ bình thường của nó nhé. Nào. 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ok. Yeah.